Nhận quà miễn phí ở Quy Nhơn Bình Định nè. Bà không có nghe nhầm đâu, ở đây là sự kiện VN Express Marathon lần thứ 5 ở quảng trường Nguyễn Tất Thành Quy Nhơn nè. Sự kiện này khá là lớn nên rất nhiều nhãn hàng tham gia luôn á. Đấy là gian hàng xịn sò nhất khi mà được trải nghiệm cân chỉ số cơ thể hoàn toàn miễn phí, được tư vấn giảm cân khoa học miễn phí và được check in nhận quà hoàn toàn miễn phí lên đến 6 triệu đồng lận. Chưa hết đâu, mấy bà có thể trải nghiệm máy sấy sinh cũ của hãng Tanita này. Mấy dòng máy này thường chỉ xuất hiện ở viện dinh dưỡng nè, bệnh viện nè, phòng khám này. Và thường là mấy bà phải trả phí để được sử dụng em nó nè, còn ở đây là hoàn toàn miễn phí luôn. Sau khi cân ấy thì bên Tanita sẽ đưa mình một cái phiếu, bên trong phiếu sẽ có chỉ số mỡ và chỉ số cơ để mấy bà có thể hiểu được là mình thừa mỡ ở đâu, bắp tay, bắp chân hoặc là mỡ bụng. Bước tiếp theo là mấy bà chỉ cần chụp hình check in giống tôi phải đi nhận quà thôi nè. Ở đó có rất nhiều phần quà cho mấy bà chọn, riêng tôi thì chọn mấy túi makeup màu đen này. Ê, có ai nhớ vụ này Ngọc không? Trinh hé lộ cận cảnh vóc dáng sau gần lão hóa của Ngọc Trinh, hiện tại là 23, trong khi trước vụ nào chỉ cần đó cho ra chỉ số cơ thể hoàn toàn chính xác luôn mấy bà. Theo tôi tìm hiểu thì hãng Tanita này là chuyên gia phân tích mỡ cơ thể số 1 thế giới, đến từ Nhật Bản và là hơn 80 năm luôn rồi. Tất cả các sản phẩm của Masca Home và Tanita đang giảm 5% lần đó. Chương trình chỉ áp dụng từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 thôi nè. Nếu bà nào chưa đi Quy Nhơn thì đợi 25 tháng 9 nha.